Hello anh em, thì hôm nay bên chạy của mình có khuyến mãi cho anh em á, là đơn từ 400k là bên chạy của mình sẽ miễn phí ship cho anh em ha. Và tặng kèm thêm cho anh em là một gói cám đạm cao nha anh em. Cám đó bên chạy của mình cho ăn là nước nó hạn chế đục nước ha. Đó, nó không có màng mỡ trên mặt nước. Thì anh em nào mà từng sử dụng cám ở bên của mình á thì anh em nó cũng rất là hiểu ha. Thì đây mình sẽ giới thiệu từng dòng cho anh em mình xem. Đây là một cái dòng cá đầu tiên nha anh em, là dòng Molly Short và Lightning đuôi én ha. Thì cái này là mắt đen nên là mình đi cho anh chị em là 80k một con. Tí xíu nữa mình sẽ quay từ trên xuống cho anh em xem là cái số lượng bài đàn của nó như thế nào ha. Đó, đây nha anh em, đây là mình quay từ trên xuống cho anh em xem ha. Thì cái này mình đi cho anh em combo á, combo là 10 con là 700k nha anh em. Ở bên mình thì mình có hỗ trợ ship code cho anh em nha. Anh chị em mình nhận cá xong rồi kiểm tra cá ok rồi anh em thanh toán tiền cho shipper ha. Đó, ở đây thì mình có hỗ trợ ship code cho anh em. Và kèm theo đó thì mình có bảo hành cá sống khỏe đủ 100% cho anh chị em mình cũng như là ở tỉnh, ở xa thì mình đều bảo hành hết nha anh em. Đó. Rồi, tiếp tục là dòng cá Molly Short Platinum. Thì cái này là đuôi tròn nha anh em, nhưng mà được cá là mắt xanh. Đó. Mắt xanh thì cái vảy Platinum nó sẽ sáng hơn của mắt đen, nên là cái giá trị nó sẽ cao hơn nha anh em. Thì do là đuôi tròn nên là mình đi cho anh chị em là 100k một con ha. Thì hiện tại là cái số lượng mình không có nhiều á, nên là mình không có đi combo cho anh em được. Thì anh em nào mua từ 4 con trở lên thì mình sẽ miễn phí ship cho anh em. Và tặng kèm thêm cho anh chị em là một gói cám ha. Đó. Rồi tiếp tục là mình sang hàng guppy nha anh em. Thì đây là Blue Japan nè. Blue Japan này mình đi cho anh chị em là 5 cặp là 180k ha. Còn anh chị em nào lấy combo 10 cặp á, thì sẽ là 300k đó. Blue Japan này thì mình đang quay trên một cái con cá nó tự nhiên nhất có thể luôn á anh em. Thì hiện tại là mình có khoảng 12-13 cặp á. Nếu mà anh chị em nào bắt hết 10 cặp luôn á thì có dư 2-3 cặp đó thì mình sẽ tặng cho anh em luôn ha. Thì ở trong đây có một con nó bị tặc á, thì cái tặc này thì mình không có gửi bán cho anh em ha. Tại vì mình vớt đại á nên mình không có lựa á, nên là nó có sót một con tặc ở trong đó đó. Rồi tiếp tục là dòng cá HP Blue Gibbon Finchy nha anh em. Thì Finchy này nó cũng tầm trung anh em ơi. Finchy mỏng có, rồi Finchy vừa có mà dày nó cũng có nữa. Đó, nhưng mà cái số lượng dày nó ít ha. Nên là mình đi cho anh em giá khá là mềm luôn. Thì cái này mình đi cho anh em là 5 cặp là 200k. Còn anh chị em nào bắt 10 cặp á, thì sẽ là 350k ha. Còn anh chị em nào mà muốn bắt số lượng hơn nữa thì 20 cặp. Thì cá như trong clip mình đây đang quay cho anh em xem mà có cả trống cả máy luôn. Thì 20 cặp này mình đi cho anh chị em là 600k đó. Thì kèm theo đó mình cũng có miễn phí ship cho anh em. Mà phí ship thường thường thì nó khoảng 38-40k anh em. Thì cái thùng sáp thì ở bên chạy của mình hỗ trợ 100% cho anh em đó. Rồi tiếp tục là dòng cá coi Gene Gibbon sắc phin nha anh em. Thì nó có sắc phin và phin si luôn, nhưng mà mình không có báo phin si cho anh em ha. Cái này thì mình đi cho anh em là với cái giá cũ. Thì thường thường thì lâu lắm mà anh em mình mới cập nhật được cái dòng cá coi Gene này á. Thì bố mẹ nó là full hai tay luôn. Thì nó đẻ ra thì nó có này có kia á anh em. Nhưng mà cá hiện tại trong mình bán cho anh em là cá nó chưa có lên tay ha. Nên là mình đi cho anh chị em là 50k một cặp. Anh chị em xem tham khảo ha. Nếu mà ưng ý dòng nào thì anh chị em mình chụp cái màn hình lại anh em gửi qua Zalo cho mình. Thì số điện thoại Zalo của mình đó là mình để trên góc phải màn hình nha. Thì anh em gọi trực tiếp cho mình để chốt đơn cũng được nha anh em. Đó. Rồi tiếp tục là dòng cá full gold hàng thủy sinh cho anh chị em mình về để chơi kiểu trải nghiệm ha. Thì đây là full gold thủy sinh, bao gồm ở trong đây là máy gen, còn trống là trống ghi bông. Thì toàn bộ là cá lên full vảy giáp thăng hết rồi nha anh em. Đó, cái trống thì nó lên full hai tay luôn, còn cá máy thì nó full lên full vảy giáp thăng, rồi có những con lên chớm tay hoặc là full tay ha. Tại vì do là mình bán cá tơi á, thì hàng này là hàng thủy sinh cho anh chị em mình về chơi để trải nghiệm ha. Thì hàng này mình đi cho anh chị em là 9k một con. Nếu mà anh chị em nào bắt combo 50 con á thì sẽ là 300k ha. Thì cái đợt này mình khuyến mãi cho anh em là đơn 400k thì mình miễn phí ship cho anh em và tặng kèm thêm cho anh chị em là một gói cám. Bình thường thì đơn 500k mình mới miễn phí ship cho anh em ha. Nhưng mà đợt này thì đơn 400 thì mình sẽ miễn phí ship cho anh em luôn. Rồi tiếp tục là dòng gồng xanh tia Platinum nha anh em. Đó. Thì cái dòng cá này hổm giờ anh em cũng khá là ưa chuộng cái dòng gồng xanh tia thăng Platinum này anh em. Cái thăng Platinum là cái vảy kim tuyến sáng ở trên thăng nha. Thì cái này mình đi cho anh chị em là cái giá cũ ha, là 60k một cặp. Còn anh chị em nào bắt combo 5 cặp á thì sẽ là 250k đó. Ở bên mình bán cho anh em á là một cặp là một trống và một máy nha anh em. Nếu mà 5 cặp thì sẽ có đầy đủ 5 trống và 5 máy về cho anh chị em mình về ghép sinh sản ha.
Tại vì ở đây mình bán cho anh em về để làm giống á, nên là sẽ có đầy đủ cả trống và cả máy cho anh chị em mình chơi luôn đó. Rồi tiếp tục đó là dòng cá Dumbo Big E thăng Platinum đó, vẫn là thăng Platinum ở trên thăng nha anh em, bảy kim tuyến rất là sáng ha. Thì cái bộ Dumbo này ở bên mình thì anh em nào mà theo dõi kênh của mình thì cũng khá là quen thuộc anh em, thì lúc nào bên chạy của mình cũng có hàng để cung cấp cho anh chị em mình được hết ha. Thì riêng về cái bộ Dumbo Big E này á, thì mình sẽ bảo hành cho anh chị em mình làm giống luôn, mình bao cho anh em mình làm giống luôn. Tỷ lệ đề con nó lên khá là đều luôn anh em, nó lên cái tai bê cực kỳ to và cực kỳ là đậm luôn, mình bao cho anh em nuôi màu nền nào lên tay cũng đậm hết nha anh em đó. Cái này thì mình đi cái giá cũ cho anh em là 50k một cặp, còn anh em bắt 10 cặp thì sẽ là 500k ha. Đó, tai bê cực kỳ là chất lượng luôn nha anh em. Rồi tiếp tục là coi ZA full 2 tay ha. Đó, thì toàn bộ trong cái vợt này á, là mình quay cho anh chị em xem là cá mái hết nha anh em. Tại vì coi ZA nó chủ yếu là con cá mái, nên là mình chỉ quay cá mái cho anh em xem thôi ha. Nó full 2 tay và lên cái đầu coi rất là tốt luôn, nhìn rất là chất lượng nha anh em. Coi ZA này thì mình đi cho anh chị em là 50k một cặp ha. Đó, 10 cặp thì sẽ là 500k, và kèm theo đó thì mình sẽ miễn phí ship và tặng thêm cám cho anh em. Ở trại của mình nuôi anh em là hoàn toàn không có oxy, toàn là khay nhựa hết nha. Nó không có oxy nên là anh chị em mình về để thần nước hay là anh em nuôi ở ngoài trời á, cũng như là những cái hồ non bộ hay là những cái thùng xốp ao sen rồi đó đều vẫn được nha anh em. Đó, thì về anh em mình thần nước thì nó sẽ đơn giản hơn là nó có oxy ha. Đó, tại vì trại của mình nuôi thì nó không có oxy. Rồi tiếp tục là dòng full gold ghi bông tay bơ bớm full nắp sành nha anh em. Thì ở đây nó có hai phân khúc dành cho anh chị em mình chơi nha. Thì hàng là hàng tay bê bớm hết, tay bê nó khá là dài cho anh em thấy ha. Thì toàn bộ trong đây là cá mái hết nha anh em đó, cá mái mà nó full hai tay luôn. Hàng tay bê bớm full nắp sành á thì mình đi cho anh chị em là 120k một cặp, anh em nào lấy 3 cặp thì 300k ha. Còn hàng tiễn finxi full nắp sành á, hàng finxi á anh em, finxi là cái vây lưng nó cao hơn, nó dài hơn á, là nói chung là nhìn nó sẽ dày dặn con cá hơn á. Finxi full nắp sành thì hàng tiễn lựa thì mình đi cho anh chị em là 150k một cặp đó. Rồi tiếp tục là dòng cá Dumbo Gen Big E nha anh em. Đó, Gen Big E là tức là bố mẹ nó là tai bê Big E anh em. Thì ở những clip trước mình bán cho anh em xem á, mình bán cho anh em là toàn bộ là cá tai bê Big E hết, nhưng mà đây là cá nó còn tơi, là nó chưa có bung bằng cá bố mẹ được, nên là mình đi cho anh em là 50k một cặp ha. Đó, ở đây thì nó sẽ có sọt và super sọt đều được hết anh em, nó có đầy đủ cho anh em mình chơi ha. Anh em nào bắt combo 5 cặp á thì sẽ là 200k. Anh em thấy cái trống và cái máy nó rất là ngắn ha, thì cái sọt này nó thần sọt 100% mà anh em, thì để ra cái đề con nó là mình đảm bảo với anh em luôn là nó sọt giống bố mẹ nó hết ha. Đó, rồi tiếp tục là hàng full gold ghi bông tai bê bớm, nhưng mà này là nhú tai anh em, nó nhú tai bê, nó chưa có full hai cái tai á, nên là cái giá trị nó sẽ không bằng hàng full hai tai ha. Đó, hồi nãy mình quay cho anh em xem là hàng full hai tai luôn, nó full màu đậm hai tai luôn, còn cái này nữa nó full chưa có hết tai, nó chỉ nhú tai thôi. Thì hàng nhú tai này mình đi cho anh em là nửa giá thôi anh em, là có 50k một cặp ha. Còn anh em là bắt combo 10 cặp á, combo 10 cặp thì mình đi cho anh chị em là 400k ha. 400k thì mình sẽ miễn phí ship cho anh em luôn, và tặng kèm thêm cho anh chị em là một gói cám đạm cao nha anh em. Đó, ở đây là mình đang quay ở dưới nắng nha, nó có một cái cọng rêu xanh á, thì anh em xem biết được là cái màu của nó thực tế nhất có thể cho anh em xem ha. Rồi tiếp tục là dòng cá mà dành cho anh chị em mình tập chơi nha, là dòng cá blue tật răng. Thì blue tật răng này anh em có thể nuôi ngoài trời cũng được, tại vì nếu mà anh em nuôi ngoài trời đầy đủ ánh sáng á, đầy đủ cái ánh sáng, đủ điều kiện ánh sáng á, thì cái sẽ nó lên một cái đầu xanh rất là đậm nha anh em. Tại vì mình đang quay ở đây á, là mình đang quay ở dưới nắng luôn, nên là cái màu nó tự nhiên nhất có thể cho anh chị em mình xem ha. Đó, anh chị em nào mà tập chơi hay là nuôi trải nghiệm nữa thì anh em có thể lựa chọn cái dòng cá này ha. Thì thứ nhất là nó rẻ anh em, thứ hai là nó dễ nuôi nữa, mà nó sinh sản được nhiều nữa. Đó, combo 10 cặp sẽ là 180k, còn anh em bắt lẻ 1 cặp, 2 cặp, 3 cặp á thì sẽ là 20k một cặp ha. Đó, giá khá là mềm nha anh em. Rồi tiếp tục là dòng cá full red blue. Thì full red blue này nó có một cái đặc điểm là hai tai bê màu xanh anh em, nhìn rất là tha thước ha. Ở đây thì mình quay có cái chấm cá máy cho anh em xem luôn, là con cá máy nó sẽ màu blue, cái đuôi blue nha anh em. Còn cái chấm thì có nói thì nó sẽ một cái thân màu đỏ và hai tai bê màu xanh. Nhưng mà mình đảm bảo với anh em luôn là dòng cá này là thần chủng hết nha, thần chủng 100% nha anh em. Tại vì bên chạy của mình làm cái bộ full red blue này khá là lâu rồi anh em, hơn 2 năm nay rồi đó. Cái này thì mình đi cho anh chị em là 30k một cặp, còn anh chị em nào bắt combo 10 cặp á thì sẽ là 200k.
anh em lưu ý giúp mình ha. Ở bên chạy của mình thì mình sẽ ship đơn từ 200k trở lên nha anh em. Đó, ship đơn từ 200k trở lên ha. Và phí ship thì sẽ là 40k trên một đơn. Còn anh chị em nào đặt này bắt bắt đơn từ 400k thì mình sẽ miễn phí ship cho anh em nha. Đó. Rồi, tiếp tục là dòng cá dành cho anh chị em mình chơi trên hồ kính ha, là HB Zalo nha anh em. Đó. HB Zalo này thì mình đi cho anh em là với cái giá cũ là 40k một cặp. Còn anh chị em nào bắt combo 5 cặp á thì sẽ là 150k. Đó. Có đầy đủ cả trống và cá máy về cho anh em mình để sinh sản ha. Anh em mình yên tâm nha. Những cái dòng cá này thì mình chạy bên chạy mình làm có số lượng á anh em, nên là hàng lên rất là đều luôn, nên là mình sẽ bán combo cho anh em mình dễ chơi. Rồi, tiếp tục là dòng gồng đỏ tia thăng Platinum. Đó, anh em thấy cái body nó cũng khá là ổn cho anh em mình về chơi đó trải nghiệm ha. Và lên hai tay bơi đen luôn. Đó. Thì xây cá nó cũng gần được 3 tháng rồi anh em, xây cá nói chung là cũng khá là ok về cho anh em mình ghép sinh sản được á. Cái này thì mình đi cho anh em là 40k một cặp. Còn anh chị em là bắt combo 5 cặp á thì sẽ là 150k. Thì hiện tại cá ở bên mình á thì mình đã ghép chống máy sẵn cho anh em mình chơi về hết rồi. Nên là về anh em chỉ cần đợi đẻ thôi. Đó. Thì đây cũng là một cái dòng cá cuối cùng anh em. Cảm ơn tất cả anh chị em mình đã theo dõi video của mình. Chúc tất cả anh chị em mình nuôi cá thành công nha.